thua độ bóng đá mùa World Cup không có tiền trả, một thanh niên mới 17 tuổi đã lầm liều cướp xe ôm rồi vướng vào vòng lao lý. Chiều qua ngày 6 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiền, 17 tuổi, ngụ khu phố Minh Long, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành về hành vi cướp tài sản. Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 20 tháng 6, do không có tiền chung đồ bóng đá nên Hiền có ý định đi cướp tài sản. Hiền thuê xe ôm của ông Võ Minh Hay, 54 tuổi, ngụ khu phố Minh Thành, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, chở đến chùa Thanh Gia thuộc ấp Hòa Thanh, xã Định Hòa, huyện Gò Quao. Trên đường đi, lợi dụng đêm khuya vắng người, nghi phạm đã dùng móc khóa điện từ châm vào cổ ông Hay. Nạn nhân may mắn bỏ lại xe chạy thoát đến công an trình báo. Nghi phạm bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Hiền đã thừa nhận mục đích chích điện ông Hay là để chiếm đoạt xe máy đem bán để trả nợ tiền thua cá độ bóng đá.